Về già, ai sẽ nuôi bạn? Câu chuyện đau lòng nhưng rất thực tế của đời người. Kính thưa quý vị, nhà của cha mẹ là nhà của con, nhưng nhà của con không bao giờ là nhà của cha mẹ. Câu nói chua chát này đôi khi rất đúng trong xã hội ngày nay. Trên thế gian này, có lẽ không thứ tình cảm nào có thể so sánh được với tình mẹ. Mẹ 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, chăm chút cho chúng ta từ khi còn con đỏ. Mẹ dành cả thanh xuân, dành cả sức khỏe, dùng cả cuộc đời để nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Con lớn lên, học hành thành tài, rời xa vòng tay của mẹ để tới một chân trời mới. Con sẽ lập gia đình, sinh con đẻ cái, rồi lại tiếp tục vòng tuần hoàn ấy, lặp đi lặp lại, trăm năm sau hay ngàn năm sau vẫn vậy. Thế nhưng con đi xa như thế, ngoài kia bao thú vui, đôi khi lại khiến cho con quên mất mẹ già ở góc quê xa xôi nào đó. Thậm chí người mẹ năm nào giờ đã già nua, trở nên lạc hậu, thành gánh nặng trong mắt của con. Chỉ nghĩ thôi đã thấy chua xót biết chừng nào. Về già ai sẽ nuôi bạn? Để trả lời câu này, hãy cùng đọc câu chuyện sau đây. Có một người mẹ đơn thân nuôi con, chồng bỏ đi từ sớm. Cô ấy sống bằng nghề dạy học, với thu nhập khá khiêm tốn, đã nuôi dưỡng con trai khôn lớn thành tài. Lúc còn nhỏ, con trai của cô rất ngoan ngoãn, vâng lời. Cô ấy vất vả nuôi dạy con đến tuổi trưởng thành, và cậu con trai được đi Mỹ du học. Sau khi mà con trai tốt nghiệp đại học, đã ở lại Mỹ làm việc, kiếm được khá nhiều tiền rồi mua nhà, lấy vợ, sinh con, xây dựng một gia đình hạnh phúc đầm ấm. Người mẹ già này dự định sau khi nghỉ hưu sẽ tới Mỹ đoàn tụ cùng con cháu, hưởng phúc gia đình vui vẻ sum vầy. Chỉ 3 tháng trước khi cô sắp nghỉ hưu, cô đã nhanh chóng viết một lá thư cho con trai, nói với con về nguyện vọng này. Trong tâm, cô rất đỗi vui mừng khi mà nghĩ tới chặng đường nuôi con dưỡng già của mình sắp tới hồi kết tốt đẹp, cùng những ánh mắt hâm mộ của bà con, bạn bè xung quanh. Vì thế mà một mặt cô đợi hồi âm của con, một mặt cô thu xếp bán nhà và nộp đơn nghỉ hưu. Vào đêm trước ngày nghỉ hưu, cô nhận được thư hồi âm của con trai gửi từ Mỹ về. Mở thư ra xem, trong thư có kèm theo một tấm ngân phiếu 30.000 đô la Mỹ. Cô cảm thấy rất lạ, bởi vì từ trước tới giờ con trai không bao giờ gửi tiền về. Cô vội vàng mở thư. Bức thư viết rằng: "Mẹ à, sau khi vợ chồng con cùng nhau bàn bạc, quyết định là không thể đón mẹ tới Mỹ sống chung được. Cứ cho rằng mẹ có công nuôi dưỡng con trước đây. Toàn bộ chi phí đó thì tính theo giá cả thị trường bây giờ khoảng 20.000 đô la Mỹ. Nhưng con sẽ gửi thêm một chút là tấm chi phiếu 30.000 đô này. Hy vọng từ nay về sau, mẹ đừng viết thư cho con nữa, cũng đừng kể lể về những việc như thế này nữa." Sau khi mà người mẹ đọc xong lá thư này thì nước mắt đầm đìa. Cô lặng im một hồi lâu, thật khó mà chấp nhận được sự thật này. Nhưng với tấm lòng người mẹ bao la như biển cả, cô không trách con trai, chỉ cảm thấy tủi vận cho một đời quá bụa. Khi trẻ đơn độc nuôi con, bây giờ cần nơi nương tựa vẫn lẻ bóng, lòng cô đau như cắt. Sau đó cô tìm tới cửa Phật và bắt đầu học Phật Pháp. Học được một thời gian, cô cảm thấy tâm thái nhẹ nhõm, suy nghĩ cũng thông mọi chuyện. Cô dùng 30.000 đô la đó để mà đi du lịch khắp thế giới. Lần đầu tiên trong đời cô được mở mang tầm mắt, thấy được quang cảnh thế giới này thật đẹp biết bao. Như cởi được tất cả mọi sân si, hờn giận, cô thanh thản viết cho con trai một bức thư. "Con trai à, con muốn mẹ đừng viết thư cho con nữa. Thế thì cứ xem như lá thư này là bổ sung cho bức thư con đã gửi mẹ trước đây. Mẹ nhận tấm séc rồi, cũng đã dùng nó để thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Trong chuyến đi này, mẹ đột nhiên cảm thấy rằng nên cảm ơn con. Cảm ơn con đã giúp mẹ hiểu thấu được mọi chuyện, có thể buông bỏ nhân tâm, khiến mẹ nhận ra tình thân quyến, tình bạn và tình yêu của con người trên thế gian này
đều không phải là vĩnh cửu, chỉ như bèo dạt mây trôi mà thôi. Tất cả đều đang thay đổi từng ngày. Nếu ngày hôm nay mẹ không thông suốt, vẫn còn ôm giữ bao nhiêu sân si, hờn giận, đau khổ, thì có thể một vài năm nữa mẹ có lẽ sẽ không sống nổi. Sự tuyệt tình của con khiến mẹ ngộ được chữ duyên nơi trần gian này. Chẳng phải duyên hợp lại tan đó sao? Tất cả đều là vô thường. Mẹ cũng học được cách giữ tâm mình thanh tĩnh và ung dung tự tại. Mẹ đã không còn con cái nữa, tâm đã vô lo, nên mới có thể đi tới bất cứ nơi đâu mà tâm không mảy may vướng bận. Thật đáng thương cho cái tâm của các bậc làm cha làm mẹ trên thế giới này, vì họ luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình, nhưng kết quả cuối cùng lại chưa hẳn là tốt nhất. Có một câu nói rằng, nhà của cha mẹ là nhà của con cái, nhà của con cái không bao giờ là nhà của cha mẹ. Sinh con là nhiệm vụ, nuôi con là nghĩa vụ, nhưng dựa vào con là sai lầm. Mặc dù không phải tất cả con cái đều vô lương tâm như người con trai trong câu chuyện này, thế nhưng những bậc làm cha làm mẹ nhất định không nên nghĩ rằng sẽ dựa vào con cái của mình. Chân thành mà nói, bạn hãy chỉ dựa vào chính bản thân mình. Con cháu nếu có hiếu thảo với bạn thì đó cũng là phúc đức của bạn. Còn nếu chúng không hiếu thảo thì bạn cũng không thể cưỡng cầu mà có được. Cách tốt nhất là hãy sớm lên kế hoạch dưỡng già ngay từ bây giờ. Sẽ không bao giờ là quá muộn cả. Bốn việc cần chuẩn bị trước khi chúng ta già đi. Có câu nói rằng, về già cần phải có ba điều tránh và một điều muốn. Tránh bị sét đánh, tránh bị cắm ống thở bình oxy, tránh phải phẫu thuật cắt ống khí quản, và muốn chiếc quan tài. Có những việc ngay khi còn trẻ chúng ta phải chuẩn bị, nếu không lúc về già sẽ không còn kịp nữa. Vậy đó là những gì? Đầu tiên chính là sức khỏe. Để sống khỏe mà không phụ thuộc vào thuốc, cần lưu ý ba việc đơn giản: ăn đủ chất, chú ý giữ gìn sức khỏe và phải có sự tu dưỡng. Thứ hai là chuẩn bị một nơi để ở khi về già. Nếu cảm thấy sống cùng con cháu mà quá khác biệt về tư tưởng, cách sống, nếp sinh hoạt, khiến cho bản thân phải chịu cam chịu, nhẫn nhịn, thì tốt nhất nên chuyển ra ngoài sinh sống cho thanh thản. Không quan trọng ở thành phố hay nông thôn, hãy sống ở nơi bản thân cảm thấy vui vẻ, thoải mái để dưỡng già. Thứ ba là kiếm tiền dưỡng già. Đừng bao giờ dồn tất cả những đồng tiền cuối cùng cho con. Bởi con của bạn trưởng thành, sức dài vai rộng, chúng hoàn toàn có thể kiếm tiền, lo cho cuộc sống của mình. Hãy giữ lại một chút, đủ để sống tuổi già. Điều này là rất quan trọng. Điều này cũng khiến cho con cái sẽ cảm thấy bớt gánh nặng, lo toan hơn, khi bản thân người con cũng phải lo cho gia đình nhỏ của mình. Bạn đã nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho chúng, cũng đã coi như làm tròn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ với con cái của mình. Nên số tiền dưỡng già nhất định nên phải có một khoản cho mình. Khi chưa vào quan tài thì bạn cũng chưa cần phải phân chia cho ai cả. Thứ tư là tìm những người bạn già. Đừng ngại ngùng khi tìm một người bạn khi về già. Hãy mở rộng tấm lòng và trái tim để kết thêm nhiều thiện duyên hơn nữa. Những người đơn thân vẫn biết hưởng thụ cuộc sống như vậy. Nếu bạn từng có cuộc hôn nhân không trọn vẹn, hãy học cách chấp nhận nó. Âu cũng là cái duyên cái nợ từ đời trước. Con người cũng chỉ nên vâng theo mệnh trời mà thôi. Khi tâm hồn trống trải, ta mới cảm thấy cô đơn. Nhưng nếu bạn có thể lấp đầy trái tim bằng tình yêu cuộc sống, bằng sự biết ơn, và quan trọng nhất là tìm cho mình một tín ngưỡng chân chính cho tâm hồn nương tựa, bạn sẽ thấy hạnh phúc tới tận giây phút cuối đời. Hãy ghi nhớ rằng tiền bạc chỉ là vật ngoại thân, người ở thiên đường, tiền ở ngân hàng. Vì thế hãy tận hưởng từng giây phút bạn còn có mặt trên thế gian này. Người ta vẫn nói đời người có hai lần là trẻ con. Khi còn thơ bé chẳng phải lo lắng, truy cơ, phiền muộn. Vậy khi về già được làm trẻ con một lần nữa,
hãy cứ sống như thế. Bạn sẽ thấy cuộc đời thật nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Kiếp người tưởng dài mà ngắn, làm việc rồi nghỉ ngơi, ngủ và thức dậy, bước bao nhiêu bước chân, chớp mắt bao nhiêu lần, thoáng chốc mái đầu đã bạc. Hãy sống sao để khi về già, bản thân thấy cuộc đời này đáng sống, nhẹ nhàng và an nhiên.